chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhiều mình. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình yêu tôi đã đi qua. Đường về tình tôi còn đang rất lạ đà. Đường thật lặng yên mà không gì nhớ, giật mình nhìn quanh ô phố xa lạ. Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra. Biểu người khác nghe vậy là xấu quá rồi luôn. Cô đó, tức là kêu cô đi nói chuyện đó con. Ừ. Mà Khanh biết cô vui lắm. Bây giờ đó thì đi nói chuyện đó, người ta trả tiền còn nhiều hơn là đi hát nữa. Vâng. Mà mình nói là may ghê hồi đó mình nhờ nhiều tiền sĩ lắm con. Bây giờ nhiều tiền sĩ lắm, nó còn hơn đỉnh núi Everest cơ. Tức là cô đọc quá. Nhưng mà không phải ai nói cho ta nghe. Dạ, cô đọc thôi. Trong thời đại loạn chỉ có sự minh triết mới giữ được thân. Còn thấy không? Và rồi còn câu nè, tất cả mọi việc trên đời đều thay đổi, duy nhất chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi. Thì như vậy cứ phải thấy rằng cái sự bất ổn định á mới là quy luật của cuộc sống. Cái khi mở vi tỏ dưới tiên dò dò ngân. Thôi bây giờ cô vô kia bên ơi đi. Cô nhá, cô nhá, cô nói. Trời ơi bão táp xa, một dương dân nhau chung đỡ nỗi sầu. Tình nhà đỡ nước nắng hoàng giấy, chỉ còn một người thôi nơi biên cương xa xôi.
ai nhắn gửi tình hồng, dược dùng tu bảo bùng về cứu lấy non sông. Kỳ quá, người đang ở phương nào, sao giờ này không về cạnh bên ta. Tôi Dương Dân Nga xin tế cao cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, cùng anh linh các đấng tiên dương. Có phải chăng hồn thiên sông núi đang quyển khuây trầm hương, xin chưng cho hơi thở của Dương Dân Nga đang hòa cùng hơi thở chung của trăm họ. Đôi tay tôi thay cho triệu cánh tay người đã làm nên lịch sử, nâng lông bào tiên đế như nâng cái nặng sơn hà. Đây là quyền tự chủ, là niềm khát khao lạc nghiệp Âu Ca, là nghiệp cả của tiên dương mà nghìn xưa vừa rửa thẹn. Để trời Nam rực rỡ anh Minh Châu, để chân minh hào kiệt giống tiên rồng đời đời bất khuất.